chào các bạn. Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và nằm dọc bờ Thái Bình Dương với dân số là 36 triệu người và diện tích là 410.000 km2, California là tiểu bang đông dân nhất ở Mỹ và lớn thứ ba theo diện tích. Nơi đây thì có nền kinh tế phồn thịnh nhất nước Mỹ với nhiều ngành công nghiệp lớn. Hầu hết thì các thành phố lớn của California thì nằm ở gần bờ biển Thái Bình Dương. Có thể nhắc đến như là Los Angeles, San Francisco, San Diego, v.v. Nằm giữa Los Angeles và San Diego là thành phố Anaheim. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với nhiều trường đại học, trung tâm nghiên cứu mà còn được biết đến như là một địa điểm vui chơi, giải trí nổi tiếng. Đây thực sự là điểm xuất phát lý tưởng dành cho các du học sinh đam mê du lịch, muốn khám phá những miền đất mới, văn hóa mới và những con người mới nơi nước Mỹ đầy năng động và đa dạng sắc tộc. Và trường trung học Fairmont tọa lạc tại thành phố Anaheim với vị trí vô cùng thuận lợi, cách sân bay quốc tế Los Angeles chưa đến 1 giờ xe ô tô. Mỗi năm thì nơi đây đón khoảng 480 sinh viên quốc tế đến từ 19 quốc gia, chiếm khoảng 23% tổng số học viên của trường. Được thành lập vào năm 1953, trường trung học Fairmont có bề dày lịch sử với hơn 60 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Được cơ quan quản lý giáo dục Mỹ công nhận và được Hiệp hội các trường tư quốc gia bảo trợ. Trường trung học Fairmont thì luôn tự hào về chất lượng giảng dạy và đào tạo học viên. Quy tụ đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, tận tình và giàu kinh nghiệm giảng dạy cho sinh viên quốc tế. Hàng năm thì trường đã đào tạo hàng trăm sinh viên tốt nghiệp với kết quả cao. 98% sinh viên quốc tế của trường Fairmont thì đậu vào top 100 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, theo đánh giá của tạp chí US News and World Report năm 2014. 100% học sinh tốt nghiệp tại trường thì đều được tiếp nhận vào các trường đại học. Số học sinh được cấp học bổng nhập học tại các trường đại học hàng năm thì đều tăng. Và theo học tại trường Fairmont thì sinh viên nhận được sự tư vấn tận tình từ các chuyên gia tâm lý, cố vấn học tập nhằm giúp cho sinh viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập cũng như là lựa chọn được các môn học, xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc nhằm phục vụ cho việc học đại học sau này. Và hiện tại thì trường đang áp dụng các chương trình học định hướng y khoa, kỹ sư, toán nâng cao v.v. tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên và trong việc lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng của bản thân ở bậc đại học. Và đặc biệt là chương trình IB và chương trình IP của trường thì giúp cho sinh viên tốt nghiệp có thể hoàn thành chương trình đại học chỉ sau 3 năm và đã tích lũy được nhiều tín chỉ đại học từ bậc phổ thông. Nằm tại trung tâm thành phố với hệ thống giao thông phát triển, các tuyến xe buýt đến trường đa dạng và tần số cao nên là rất thuận tiện cho sinh viên trong việc đến trường cũng như là thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Ngoài việc học văn hóa thì trường trung học Fairmont còn thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế, các hoạt động công ích, phục vụ cộng đồng, tình nguyện, v.v. giúp cho các bạn sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn trong việc tiếp thu kiến thức từ sách vở cũng như là từ trong cuộc sống. Và bên cạnh đó thì trường có hơn 50 câu lạc bộ văn hóa, giải trí, thể thao như là cờ vua, bóng rổ, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện từ giáo dục văn hóa đến rèn luyện thể chất. Và mọi chi tiết hơn về trường cũng như là hướng dẫn thủ tục du học tại trường, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là một chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang, chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Các bạn hãy nhấn subscribe để theo dõi những clip tiếp theo cập nhật thông tin du học Mỹ bổ ích. Và sau đây thì xin mời các bạn xem một clip chia sẻ của một bạn du học sinh. Chào các bạn, mình tên là Vi, mình 19 tuổi, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình chọn Mỹ du học là bởi vì Mỹ có một nền giáo dục rất là tốt, cộng với một nền kinh tế phát triển gần như là hàng đầu thế giới. Cho nên là mình muốn du học để mà có một cái bằng cấp rất là tốt để mà sau này trở về Việt Nam sẽ có công việc tốt hơn. Qua Mỹ thì mình có dự định là sẽ học mà chương trình quản trị kinh doanh, Business Administration and Management. Năm đầu thì mình học tiếng Anh, xong sau đó 2 năm mình sẽ học cao đẳng cộng đồng và mình chuyển lên hệ đại học. Trường mình sẽ theo học là trường Richland College. Nó là một trường cao đẳng cộng đồng rất là lớn và nổi tiếng, nó khá là tốt. Nó thành lập thì hơn 40 năm rồi và lượng sinh viên du học đến cái trường này rất là đông. Mỗi năm thì nó có phải hơn 22.000 học sinh đến du học, mà lượng học sinh du học quốc tế thì lại chiếm tới 2/3. Cho nên là mình thấy cái trường này rất là thú vị, nên là mình đã chọn trường này làm điểm đến.
Bang mình là bang Texas. Texas là một cái bang đứng thứ hai của Mỹ về nền kinh tế, nó rất là phát triển và người Việt thì rất là nhiều. Cho nên là mình chọn Texas. Mà khí hậu của nó thì cực kỳ tốt luôn, nó giống Việt Nam lắm, cho nên là mình không có lo. Qua Mỹ thì mình sẽ chọn homestay mình ở. Homestay thì được cái là mình có thể nói tiếng Anh với người bản địa để mà trau dồi được cái ngôn ngữ của mình. Rồi mình có thể là tránh cái cảm giác mà nhớ nhà, bởi vì có những người bạn mình làm quen mình mới tiếp xúc á, mình sẽ quên đi được cái nỗi nhớ. Sau khi học 5 năm bên Mỹ thì mình sẽ trở về và phát triển nghề nghiệp của gia đình mình. Lúc mà có ý định đi du học á, thì năm lớp 12 mình tình cờ biết được Tân Đại Dương, cho nên là được tư vấn rất là nhiều và mình tìm hiểu thì mình nhận thấy là Tân Đại Dương rất là tốt, cho nên mình chọn Tân Đại Dương để mà làm hồ sơ để mình có thể đi du học. Lúc mà đến Tân Đại Dương thì mình gặp chị Nhi. Chị Nhi thì nói chuyện rất là nhỏ nhẹ mà nói chung là thân thiện lắm. Làm hồ sơ thì chỉ mình từng ly từng tí luôn, cho nên là mình rất là vui. Với lại không biết cái gì thì hỏi chị, chị toàn là nhiệt tình giúp đỡ dữ lắm, cho nên là không có lo gì hết. Sau khi có E20 thì nói chung là mình học cũng lơ tơ mơ dữ lắm, cho nên mà anh Khôi hả thì ảnh rất là nhiệt tình, ảnh chỉ hết luôn, cho dù là học lố buổi ảnh cũng chịu luôn. Xong rồi ảnh chỉ từng ly từng tí, không biết cái gì ảnh hỏi rồi ảnh tra cho mình, rồi ảnh chỉ cho mình là để là mình biết hết luôn. Mình có nghe nói là còn được học phỏng vấn với anh Bảo nữa, nhưng mà mình không được học, cho nên là rất là tiếc, rất là buồn. Nhưng mà nghe mấy bạn nói là anh Bảo dạy rất là hay, truyền những cái kinh nghiệm cho mình để mà mình tự tin hơn lúc mà đi phỏng vấn, mà mình lại không được học, rất là tiếc. Các bạn có biết không, lúc mà mình nhận được visa trên tay là mình cực kỳ phấn khích tột độ luôn. Tại vì họ lãnh sự không hỏi mình nhiều, hỏi mình có 4 câu thôi, cũng không hỏi hồ sơ mình, mà tự nhiên quăng cái visa ra. Xong rồi kêu chúc mừng bạn, chúc bạn vui vẻ, xong rồi mình không biết gì luôn, đớ luôn. Xong rồi hỏi mọi người thì mọi người mới chỉ cho mình là mình đã nhận được visa. Mình rất là vui. Lúc đó là mình chia sẻ với ba là người đầu tiên, xong rồi mọi người, những người mà chúc mừng mình á, liền tới chúc mừng mình tiếp. Trời ơi, mình cảm thấy rất là phấn khích, giống như là mở cửa cho mình bước ra một thế giới mới vậy đó. Nhân đây thì mình cũng cảm ơn mấy anh chị Nhi với anh Khôi đã cực kỳ nhiệt tình trong việc là làm hồ sơ cho mình. Cảm ơn chị Nhi rất là nhiều. Lúc mà mình đi phỏng vấn mình cảm thấy rất là tự tin, bởi vì mình nhìn xung quanh mình không có ai được như mình, cho nên là mình cực kỳ tự tin luôn. Tự tin đến nỗi mà không run một miếng nào luôn. Mình cảm thấy tự tin quá, cho nên là đó là lý do mà lãnh sự rồi chúc mừng mình. Cho nên mấy bạn cứ tự tin và cười nhiều là được rồi. Hy vọng là sau này mình qua Mỹ sẽ tiếp thu được cái nền văn hóa đa dạng và có thể có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với mấy bạn hơn. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều.